Xin chào các bạn. Tôi là Ted Osius và đây là gia đình của tôi. Và tôi là lần thứ hai chúng tôi ăn Tết ở Việt Nam. Nhân dịp Tết Bình Thân, tôi và các thành viên trong gia đình xin chúc các bạn và gia đình năm mới may mắn, mạnh khỏe và thịnh vượng. Chúc mừng năm mới!